Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cài cái Windows 11 trên cái máy cũ mà tôi mua đã mua cách đây 10 năm rồi. Cấu hình thì như các bạn đã thấy trên màn hình, con này là con i3 mà 2.4 GHz, RAM là 4 GB, ổ cứng là SSD. Cái này là tôi đã nâng cấp lên ổ cứng SSD rồi. Thì nó đang chạy Windows 7. Thì hôm nay tôi sẽ cài cái Windows 11. Thì đầu tiên để cài cái Windows 11 á thì tôi sẽ phải down cái bản gọi là Rufus xuống để tạo cái USB boot, và sau đó tôi sẽ down cái bản ISO của cái Windows 11 Tiny Edition. Tạo đĩa boot thì bạn nhấp đúp vào cái Rufus này rồi, sau đó thì cái phần đầu vai là bạn chọn cái USB này, rồi cái phần ISO disk image này thì bạn chọn cái chọn vào cái file ISO, nhấn select để chuyển chọn vào cái file ISO. Phần image option này các bạn để nguyên, chọn Windows Standard Installation. Cái partition scheme này thì các bạn phải chuyển nó qua là Masterboot Record đó. Rồi, bên kia chúng ta để nguyên. Rồi vậy thôi. Rồi chúng ta nhấn start. Start thì chúng ok, next next thôi. Nhắm mắt next thì nó sẽ cài đặt cho chúng ta một cái USB boot. Boot thì các bạn phải nhấn phím Del hoặc F2 để chúng ta vào BIOS và chúng ta chỉnh cái mode boot boot qua cái gọi là boot ngoại vi, là cho boot từ USB đấy để chúng ta tiến hành cài đặt đấy. Khởi động thì nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ này, chúng ta check vào. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái chọn vào cái partition mà chúng ta định cài, thường là ổ C. Và ở đây là nó đã có dữ liệu rồi. Sau đó là khi chọn vào cái ổ C, cái partition 1 đó, thì tôi sẽ tiến hành format nó. Và sau đó là tôi sẽ nhấn Next để cài đặt. Đầu sẽ tự động cài đặt thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là ngồi và chờ đợi. Đây rồi, và Windows 11 chuẩn bị khởi động lại. Thì lúc nó khởi động lại thì chúng ta nên rút cái USB ra. Đã cài đến đây rồi. Giờ là chúng ta chỉ chọn cái regional thôi. Những cái này chúng ta có thể chỉnh sau. Nó hỏi gì chúng ta cứ Z thôi, Z Next thôi. Chúng ta cần cái là cần cái Windows nó chạy đã. Còn những cái driver hay những cái này khác thì chúng ta tính sau. Đấy, yes, thì cái chỗ này skip đi. Đó, connect, connect gì đó mình tính sau. I don't have the internet đi. Rồi. Continue with limited thì tập và chọn cái này. Nó hỏi cái chỗ này là connect ngay với cái mạng. Đấy, cái này mình connect sau đi. Để đảm bảo nó cài xong nó chạy đã. Mọi thứ mình có thể setup sau. Chỗ này thì nó hỏi một cái tên. Bạn đặt cái gì để đặt cho một cái chữ Win 11 vào đây. Ba câu hỏi bảo mật, trường hợp mình có thể quên thì mình chọn câu hỏi gì đó, first pass, chọn cái gì đó thì chọn để cho con chó rồi, tên thành phố thì nó cũng là chó luôn. Chọn câu hỏi bảo mật thứ ba là first school này, nên first school thì nó cũng là chó luôn. Ôi. Đây là giao diện Windows 11. Chúng ta có thể kiểm tra Run Win Ver 22H2 nha bạn. Windows 11 đây. Đã cài thành công trên cái máy à, cách đây 10 năm, 11 năm rồi. Hoạt Windows 11 Tiny thì các bạn cần gõ cái dòng lệnh như ở trên màn hình, gõ ở trong PowerShell.
nhớ là trong Power Cell chứ không phải trong CMD. Rồi, sau khi nó chạy ra thì nó ra cái code này. Ở đây thì nó ra mấy cái này, một là HD permanently này, hai là active method KMSPICO, KMS38 này. Rồi bây giờ mình chọn một nhé. Sau khi active xong thì chúng ta có thể kiểm tra lại. 5 status. Đó, báo này. Đó. Machine is permanently activated. Ok, chỉ vậy thôi. Trên đây là Windows 11 Tiny. Sau khi cài đặt xong và đã active xong thành công. Nó đang chạy trên cái máy tính mua cách đây hơn 10 11 năm gì đó. Bộ nhớ 4 GB RAM, ổ cứng SSD. Rồi, chúng ta chạy cái WinVirt này coi. WinVirt. Để xem cái version của Windows này. Đây này là XT này, Windows 11 này, 22H2 này. Ok. Chạy bình thường. Đây, nó cũng hiểu sao đấy, nhưng mà còn nhiều cái driver nó chưa hiểu. Nhưng mà nói chung là âm thanh là có rồi. Rồi bo màn hình ở đây thì nó cũng setting được cái mode. Cái này solution nó cũng lên được cái mode này.